Chào cả nhà, hôm nay em giao lưu cả nhà một cặp mai giáo riêng thuộc hàng 56 nha. Hai cây này thì cốt trắng long đều, đẹp chuẩn hết nha, tàn chi tàn đều 24 chứ hả, nhìn tròn đều hết. Hai cây này thì kích thước là nó ngang nhau, thành ra em sẽ báo kích thước một lần luôn nha. Cây vào chậu lọc lòng 50, cây cao 1m1. Rồi em lên cây đầu tiên trước ạ. Cây này thì hình tầm 17-18 nha. Phần hàng bên em là có gốc đế nha. Và anh em mình xối ra giúp em ha. Gốc lấy hai cây đều đỏ hết nha. Hoa thì cam kết cực kỳ rộ luôn nha. Hai cây này thì cốt cành rất là đẹp nha. Em ưu tiên là giao lưu trước cho cả nhà nha. Cho vườn em thì rất là nhiều ha. Rồi em lên cây số 2 luôn nha. Cây này cũng y như cây số 1 nha. Bộ tàn xấy đều, tròn đều hết cây luôn. Chi tàn chuẩn, không bị lỗi chi nào nha. Để đến cái này thì xói ra nó sẽ nổi hơn ạ. Rồi em báo giá hai cây này luôn nha. Hai cây này thì giá 1,3 triệu một cây bao ship nha. Em đi đường bằng đường xe tải, còn anh em nào mà xe bất tiện quá thì em báo bằng đi bằng bưu điện nha. Rồi em cảm ơn cả nhà. Rồi ai có nhu cầu thì cứ liên hệ gọi trực tiếp cho em ha.